đây du học Mỹ, chào em, cảm xúc của em bây giờ là như thế nào, có thể chia sẻ với các bạn những cảm xúc khi mà mình được nhận cái visa du học Mỹ. Dạ thưa chị, là sau khi nhận được visa, mặc dù đã trải qua 2-3 ngày rồi nhưng mà em vẫn cảm thấy rất là vui, cảm thấy rất là lâng lâng trong người, giống như người đi lên trên mây vậy đó. Em có thể là khoe cái visa cho các bạn. Chị có thể là trò chuyện thêm một chút xíu ha. Em có thể nói cho các bạn biết là lý do vì sao em chọn Mỹ để du học hay không? Em chọn Mỹ để du học bởi vì em sau này em muốn khi đã tốt nghiệp đại học ở Mỹ rồi, với cái bằng quốc tế đó thì em sẽ tìm được một việc làm tốt ở Việt Nam. Qua Mỹ em học trường nào đi đó? Dạ em muốn học trường Santa Ana có gì? Dạ em muốn học ngành quản trị kinh doanh mà chuyên ngành mà chúng ta đó. Cái lúc mà vào phỏng vấn với lãnh sự á, thì những cái câu hỏi mà lãnh sự hỏi em thấy khó? Dạ em cảm thấy những câu hỏi đó thật sự rất là dễ, giống như là hai người đang trò chuyện với nhau chứ không có gì là khó. Những cái câu hỏi đó trả lời là dễ dàng. Vậy thì cái quá trình làm hồ sơ của em như thế nào? Quá trình làm hồ sơ của em thì rất là nhanh, phải nói là chưa giờ em thấy cái quá trình nhanh đến như vậy. Em có cái lời khuyên nào hay là chia sẻ nào dành cho những bạn mà chuẩn bị đi phỏng vấn với sao không? Dạ em nghĩ là khi mà đi phỏng vấn thì đầu tiên các bạn phải tự tin, và khi nói chuyện với đại sứ quán thì các bạn nên nói tiếng Anh, bởi vì em cảm thấy hầu như những cái người mà nói tiếng Anh trong đó mà phỏng vấn bằng tiếng Anh thì hầu như là ai cũng đạt được cái visa hết. Và lại là vô chỗ mình nói chuyện không phải mình đừng có trả bài, mà là mình nói chuyện giống như hai người đang trò chuyện với nhau rất là tự nhiên. Hy vọng với những chia sẻ của bạn Kim thì các bạn sẽ có thêm những kinh nghiệm khi mà đi phỏng vấn visa du học Mỹ. Và thay mặt cho công ty Văn Đại Dương thì chị giúp cho em là quan hệ xã hội tốt.